Tên tôi là Tom Clark, tôi làm việc cho cơ quan sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu và tôi sẽ có phần trình bày liên quan tới thẩm định các nhãn hiệu phi truyền thống. Tôi trong cái nội dung phần trình bày này thì tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị một số những cái ví dụ mà chúng tôi có trên thực tế tại văn phòng của chúng tôi. Phần trình bày này của chúng tôi sẽ chia thành 3 phần chính. Đầu tiên là khuôn khổ pháp lý. Tiếp theo đó, tôi sẽ chia sẻ về các loại nhãn hiệu và một số yêu cầu đối với từng loại nhãn hiệu để được đăng ký. Và cuối cùng, tôi sẽ đưa ra rất nhiều những cái ví dụ về các dạng nhãn hiệu khác nhau mà chúng tôi đã nhận được đăng ký tại cơ quan sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu. Và sau đó thì tôi sẵn lòng trả lời một số câu hỏi của quý vị. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cái khuôn khổ pháp lý. Khuôn khổ pháp lý mới thì được đưa ra từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2017. Cái này chúng tôi có thể nói là cái sự thay đổi thế trong cái quy định về đăng ký nhãn hiệu ở Liên minh châu Âu. Chúng ta thấy là theo quy định mới thì nó đã bãi bỏ cái yêu cầu đối với việc là phải có cái mẫu đại diện bằng đồ họa để đăng ký nhãn hiệu. Và trong điều 4 của cái quy định mới về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu thì chúng ta đã thấy là nó đã bãi bỏ cái yêu cầu gọi là cái về về đại diện hình ảnh bằng đồ họa khi mà đăng ký nhãn hiệu. Thứ hai là chúng ta cũng có thể thấy là trong cái quy định về thực thi nhãn hiệu của EU thì chúng ta cũng thấy là trong điều 3 cũng đã đưa ra một số những cái quy tắc cũng như là nguyên tắc và các loại nhãn hiệu cũng như là cái yêu cầu về mẫu đại diện. Chúng ta có thể thấy được là nếu như chúng ta nhìn vào cái định nghĩa mới về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu thì chúng ta có thể thấy rõ là nó quy định rất rõ bây giờ là cái mẫu đại diện nó không còn yêu cầu bắt buộc là phải mẫu là phải có đồ họa đi kèm, mà thay vào đó nó có một cái điều khoản mở yêu cầu rằng là cái vật để cần đăng ký nhãn hiệu thì phải được thể hiện bằng một cái mẫu đại diện mà mang tính rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. Chúng ta có thể thấy được trong cái quy định rất rõ, quy định cụ thể tại điều 3 của quy định về thực thi nhãn hiệu của EU thì nó yêu cầu thứ nhất là cái nhãn hiệu thương mại cần phải được thể hiện bằng mẫu đại diện với một cái hình thức phù hợp sử dụng cái công nghệ phổ biến. Đồng thời với đó là nó phải thứ nhất là rõ ràng, chính xác, rồi dễ nhận diện, dễ tiếp cận, dễ hiểu, bền và mang tính khách quan. Có nghĩa là người bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nhận diện được nó, giúp cho cơ quan thẩm quyền cũng như là công chúng có thể xác định được rõ ràng cái tính chính xác cũng như là sự phân biệt của cái vật mà nó đại diện. Điều này thì nó giúp cho chúng ta là có thể xác định được rất rõ cái yêu cầu cụ thể về cái nhãn hiệu như thế nào. Vâng, đấy chính là cái yêu cầu về pháp lý đối với nhãn hiệu mới. Tiếp theo chúng ta sẽ thử xem một số các loại nhãn hiệu khác nhau và cái yêu cầu đối với từng loại nhãn hiệu như thế nào. Chúng ta trong cái điều 3 của quy định về thực thi nhãn hiệu thì cũng đã nêu rõ về một số các loại nhãn hiệu, 10 loại nhãn hiệu và đưa ra những cái yêu cầu về mẫu đại diện để đăng ký đối với từng loại nhãn hiệu. Chúng ta thấy là cái mô tả loại nhãn hiệu này, rồi cái mô tả đi kèm có yêu cầu bắt buộc hay không, rồi cái định dạng của mẫu đại diện để đăng ký phải gửi thẻ gửi kèm. Thì chúng ta thấy là đối với 10 loại này thì nó có yêu cầu rất là cụ thể trong cái bảng mà chúng ta có đi kèm với cả cái quy định về thực thi nhãn hiệu này. Chúng ta thấy là từng mỗi loại nhãn hiệu thì có những cái yêu cầu rất là cụ thể. Chẳng hạn có một số loại nhãn hiệu rất là mới, chẳng hạn như là nhãn hiệu về đa phương tiện. Chúng ta thấy là nhãn hiệu đa phương tiện thì nó là cái nhãn hiệu kết hợp giữa cả âm thanh và hình ảnh thì nó không yêu cầu bắt buộc phải có mô tả đi kèm nhưng mà nó yêu cầu phải có một cái
mẫu đại diện dưới định dạng là file MP4 gửi kèm. Tức là chúng ta sẽ sử dụng các công cụ về công nghệ để có thể là ghi lại cái hình mẫu đại diện này. Rồi một số những cái hình mẫu khác, chẳng hạn như là mẫu đại diện mang tính của những cái nhãn hiệu về ảnh toàn ký, ảnh 3D. Chúng ta thấy cũng yêu cầu có hình ảnh định dạng JPEG hoặc MP4. Rồi chúng ta thấy là có 5 loại nhãn hiệu hiện nay đã được xác định lại một chút. Về định nghĩa thì chúng ta có thể thấy là điều 3 cũng đưa ra những cái định nghĩa rất là rõ ràng về các loại nhãn hiệu này, cũng như là yêu cầu cụ thể về hình mẫu đại diện để đăng ký đối với từng loại, nhằm tăng cái khả năng chắc chắn về mặt pháp lý, cũng như là giảm cái tỷ lệ thiếu hụt, trong tức là bỏ sót khi mà chúng ta đề cập tới từng loại nhãn hiệu cụ thể. Thì chúng ta sẽ xem từng loại nhãn hiệu này. Thứ nhất là đối với nhãn hiệu về hình ảnh. Thì bây giờ không cần phải yêu cầu bắt buộc phải có một cái mô tả đi kèm về hình ảnh này. Tức là chúng ta vẫn có thể có cái mô tả đi kèm nhưng mà không bắt buộc. Đấy, thì cái mà chúng ta nhìn thấy ở hình ảnh đấy chính là cái mà chúng ta nhận được, tức là không cần phải có mô tả đi kèm. Đối với nhãn hiệu về hình dạng thì cái định nghĩa hiện nay đã được mở rộng hơn, và bây giờ nó bao gồm kể cả các hình hình ảnh hình dạng 3D, những cái hình dạng 3D. Rồi nó cũng không yêu cầu bắt buộc phải có những cái mô tả đi kèm, và những cái định dạng mới mà chúng ta có thể gửi hình mẫu đăng ký bao gồm định dạng 3D hay là CAD, tiếp hay là những cái hình ảnh có thể là được sử dụng công nghệ kỹ thuật số hay là công nghệ máy tính. Chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh có thể tạo ra từ những cái công nghệ tạo ảnh 3 chiều máy tính, hay là những cái công nghệ mới mà chúng ta có thể áp dụng được. Tiếp theo là những cái hình ảnh chẳng hạn như là về vị trí, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đăng ký những cái nhãn hiệu thương mại liên quan đến vị trí của một cái hình ảnh nào đó, hay một cái đường như chẳng hạn cái giày này, thì nó phải đi kèm theo những cái đường đứt gãy, có nghĩa là những cái đường đứt gãy có nghĩa là những cái đường không đăng ký nhãn hiệu, và chúng ta có thể có đi kèm theo cái mô tả. Rồi hay là những cái nhãn hiệu hình ảnh về cái gọi là thiết kế, thì chúng ta cũng phải có cái mô tả, có hoặc không có cái mô tả đi kèm, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái hình ảnh mẫu đại diện thể hiện cái thiết kế đấy như thế nào. Rồi về nhãn hiệu liên quan đến màu sắc, chúng ta có thể thấy được là cái màu sắc thì cái yêu cầu bắt buộc vẫn duy trì, đấy là phải ghi rõ cái mã màu, và cái nếu như có cái kết hợp màu sắc, tức là nhiều màu kết hợp với nhau, thì chúng ta cũng phải cái hình mẫu đại diện gửi đến để đăng ký cũng phải cho thấy được cái cách cấu trúc tổ chức cái kết hợp theo hệ thống của các màu này như thế nào, và đi kèm theo một cái bản mô tả đối với việc sắp xếp màu sắc này như thế nào. Đối với cả các nhãn hiệu là âm thanh, chúng ta thấy là khi mà chúng ta đăng ký thì phải gửi đến hình mẫu đại diện là một cái file định dạng âm thanh, hoặc là nó cũng có thể là những cái nốt nhạc, âm nhạc, và cái đấy là đủ, chúng ta không cần phải có cái mô tả, bản mô tả đi kèm. Và trong trường hợp chúng ta sử dụng nhãn hiệu là âm thanh, đăng ký nhãn hiệu là âm thanh hay là các nốt nhạc, chúng ta sẽ phải đảm bảo được là cái âm thanh hay các nốt nhạc đó được thể hiện một cách chính xác, đúng theo từng nốt và từng dụ giai điệu. Rồi những cái hình ảnh nhãn hiệu khác, ví dụ những cái nhãn hiệu phi truyền thống khác, chẳng hạn như là những cái nhãn hiệu là các chuyển động, nó sẽ là có những cái hình ảnh tĩnh hoặc là các đoạn video. Đối với các hình ảnh tĩnh thì chúng tôi yêu cầu là phải có một cái bản mô tả đi kèm giải thích rõ các trình tự xuất hiện của các ảnh tĩnh đó. À, à,
Tuy nhiên, nếu như là những cái nhãn hiệu mà đăng ký dưới dạng là đa phương tiện, tức là kết hợp giữa cả hình ảnh và âm thanh, thì không có yêu cầu về việc phải có bản mô tả đi kèm. Mà trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần gửi đến một cái file định dạng bao gồm cả hình ảnh và âm thanh đi kèm để có thể làm hình mẫu đại diện để đăng ký. Và cuối cùng là các nhãn hiệu ảnh đa toàn ký. Ảnh toàn ký chúng ta có thể nói thì đây là có thể là những cái định dạng, có thể là những khi mà chúng ta gửi đến hình mẫu để đăng ký thì chúng ta sẽ phải gửi cái file video này, rồi cái sản phẩm có thể là bằng đồ họa hay là hình ảnh mà có được những cái tác động gọi là ảnh toàn ký nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau để có thể xác định được cái hình ảnh đó và cũng không cần có cái bản mô tả đi kèm. Tiếp theo, tôi xin đưa ra một số những cái ví dụ về những cái đơn đăng ký về các nhãn hiệu thương mại phi truyền thống mà chúng tôi đã nhận được ở cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu. Đầu tiên là các nhãn hiệu liên quan tới vị trí. Thì trong mỗi trường hợp, tôi cũng sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao là một số nhãn hiệu thì được chấp nhận đăng ký, được chấp nhận đấy. Một số nhãn hiệu khác thì đăng ký lại không được chấp nhận. Đầu tiên, chúng ta thử xem một cái ví dụ như chúng ta có thể thấy ở đây. Đây cũng chắc chắn là một cái nhãn hiệu đăng ký là vị trí, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy như tôi đã nói là cái hình dạng của chiếc giày này thì nó được thể hiện bằng những cái đường đứt gãy thì nó là không được đăng ký, nhưng nó chỉ có một cái đường mũi tên cong ở bên cạnh giày. Thì đây là cái hình, cái vị trí để đăng ký. Và cái hình này nó rõ ràng là nó cũng rất là dễ phân biệt. Và đấy là lý do tại sao mà hình này nó có thể được chấp nhận và đã được chấp nhận để đăng ký. Nên chúng ta thấy là đối với cái nhãn hiệu này nó đã được chấp nhận bởi vì nó nằm ở cái vị trí dễ nhận diện, dễ thấy và đồng thời là có thể dễ phân biệt với cả các sản phẩm khác. Tiếp theo chúng ta có thể thấy là một cái đơn đăng ký nhãn hiệu về vị trí đã bị từ chối. Nên chúng ta thấy là những cái đường may màu vàng nó nằm ở phía trong mặt trong của chiếc áo khoác, tức là viền của cạnh áo khoác hoặc là viền miệng túi trong của áo khoác. Nhưng trong trường hợp này chúng ta thấy là yêu cầu về về đăng ký nhãn hiệu của Liên minh châu Âu nói rất rõ là cái nhãn hiệu đó phải rõ ràng, minh bạch, dễ nhìn, dễ thấy, dễ nhận diện, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp cụ thể này thì cái cái mẫu đại diện để đăng ký nhãn hiệu này nó rõ ràng là không có khả năng dễ phân biệt và cũng không dễ nhìn thấy. Đấy, thì rất khó xác định được cái nguồn gốc thương mại của nhãn hiệu này. Chính vì vậy mà theo điều 7.1b, chúng tôi đã từ chối đăng ký nhãn hiệu này. Đây có thể coi là hai cái ví dụ của nhãn hiệu vị trí. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cái nhãn hiệu về thiết kế. Nhãn hiệu thiết kế chúng ta có thể thấy ở đây. Đây là một dãy các hình ảnh những cái ngôi nhà theo một cái mô hình, theo một cái cấu trúc kiến trúc nhất định. Chúng ta có thể thấy. Thì cái mô hình những cái ngôi nhà này nó được lặp đi lặp lại và chúng ta có thể thấy cái nó cái ngôi nhà đầu tiên mà chúng ta thấy ở bên tay trái nó sẽ là sự tiếp nối dần dần, đúng không? Tiếp nối dần dần và của cái ngôi nhà cuối cùng ở bên tay phải. Và chúng ta thấy được là cái hình ảnh này nó tương đối là dễ nhận diện, nó dễ nhìn, dễ nhận diện. Và cái hình ảnh này cũng đăng ký cho một cái chuỗi thực phẩm, chuỗi nhà hàng thực phẩm. Thì cái này hình ảnh này cũng đã được chấp nhận để đăng ký làm nhãn hiệu. Một cái ví dụ nữa, đấy là một cái thiết kế đối với cả ngành hàng thời trang, quần áo. Thì chúng ta có thể thấy là cái thiết kế của các của hai chữ G viết ngược nhau
biết đối nhau, và nó lặp đi lặp lại từ trong cả cái mẫu thiết kế này. Và chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ một cái đoạn mẫu nhỏ này mà chúng ta có thể hiểu được là cả một cái tấm lớn, ví dụ như là cả một cái hình ảnh lớn thì nó sẽ như thế nào. Và tức là chúng ta thấy đây là một chữ G và một chữ G viết ngược lại, đối diện, thì nó cũng rất là dễ nhận diện và cũng dễ nhìn và có thể dễ dàng giúp người tiêu dùng xác định được cái nguồn gốc của sản phẩm thương mại. Và đấy là lý do tại sao cái mẫu này cũng đã được chấp nhận để đăng ký. Tiếp theo chúng ta sẽ thử xem về các nhãn hiệu chuyển động. Thì tôi muốn giới thiệu một chút là nhãn hiệu về chuyển động thì nó nằm ở một cái hạng mục riêng, tách biệt trong cái quy định về thực thi nhãn hiệu của EU. Trong này, trong đó thì yêu cầu là cái bản mô tả đi kèm thì có thể có hoặc không, và phải gửi đến một cái hình mẫu đại diện dưới định dạng là MP4 hoặc là JPEG. Chúng ta có thể xem ví dụ ở đây cái mẫu cái nhãn hiệu để chuyển động, tức là nó phải đây là một cái thể hiện, tức là cái hình ảnh đấy nó sẽ chuyển động, nó sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta có thể thấy là hình ảnh từ hai cái khối vuông nhỏ ở giữa, khối chữ nhật nhỏ ở giữa thì chuyển sang thành, nó biến đổi dần thành những cái hình ảnh khác lớn dần và cuối cùng lại thu bé về lại thành hai cái hình chữ nhật nhỏ ở giữa. Thì đây cũng là một cái gọi là đây là cái hình ảnh mô tả trên một trang A4 về cái chuyển động của cái hình ảnh của cái nhãn hiệu đó. Và đây cũng là lý do tại sao mà hình ảnh này nó mang tính là rất phân biệt rất là rõ và được đã cũng đã được chấp nhận. Nhãn hiệu về chuyển động thì cũng có thể không chỉ bao gồm là cái chuyển động mà có thể đi kèm cả cái từ ngữ hay là một số những cái hình ảnh hay là nhãn hiệu. Đây chẳng hạn ở đây chúng ta có một cái có nó rất là khác biệt đúng không? Chúng ta bắt đầu là từ có một cái giọt dầu, sau đó là nó chuyển sang thành một cái nhãn hiệu thương mại Castrol và có thêm cả dòng chạy dòng chữ gọi là slogan đấy, của nó nữa. Đấy, khẩu hiệu của nhãn hiệu này. Thì theo quan điểm của cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu thì cái nhãn hiệu này được coi là một nhãn hiệu chuyển động. Nó chuyển động từ một cái hình ảnh là một cái giọt dầu chuyển sang hình ảnh một cái nhãn hiệu bằng hình ảnh và bằng chữ. Thì cái này cũng đã được chấp nhận để đăng ký làm nhãn hiệu tại cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu. Một cái ví dụ nữa chúng ta có thể xem ở đây. Cái nhãn hiệu này đã được đăng ký trong cái nhóm số 9, tức là các thiết bị về điện tử. Chúng ta có thể thử xem lại cái hình ảnh này. Chúng ta có thể hiểu được, tức là nó thể hiện một cái màn hình thiết bị nào đó và nó có thể có giống như kiểu đang khởi động vậy, nó có một cái đường chạy màu xanh, đường chạy màu xanh xung quanh giống như nó đang chuẩn bị khởi động. Chúng ta thấy là có cái chuyển động đi kèm, đấy là cái hình ảnh ánh sáng chạy vòng quanh màn hình này. Tuy nhiên, rõ ràng là cái hình ảnh này nó không thể mang tính gọi là đại diện được tất cả cái cho đại diện cho một cái sản phẩm cụ thể nào và cũng rất khó có thể là nhận diện. Chúng ta thấy là nó có cái đường chạy màu xanh xung quanh nhưng mà nó có thể là không được coi là một cái dấu hiệu để có thể nhận diện được nguồn gốc của sản phẩm thương mại ở đây. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng xác định là cái hình ảnh này nó cũng không thể mang tính là dễ phân biệt được. Và theo điều 7.1b và chúng tôi ở đây nó không có một cái gọi là cái tác động nào về mặt kỹ thuật về công nghệ cả, và nó chúng tôi xác định là nó không đủ mang tính khả năng dễ phân biệt và đã từ chối đăng ký cái này. Chúng ta thử xem một cái ví dụ khác. Cái này thì được đăng ký trong nhóm 9 cũng là các thiết bị điện tử, nhóm về các thiết bị điện tử.
Từ phía hình ảnh mà nói thì chúng ta thấy nó có vấn đề ở đây. Tức là chúng ta chỉ thấy là một cái hình ảnh hai bàn tay di chuyển tách rời nhau. Tức là cái này về phía hình ảnh mà nói thì là rất khó có thể phân biệt được. Và chính vì vậy mà một lần nữa là cái đăng ký này chúng tôi cũng đã từ chối cho phép đăng ký, bởi vì là nó không đủ khả năng gọi là phân biệt và xác định được, giúp người tiêu dùng có thể xác định được rõ về cái nguồn gốc sản phẩm thương mại. Như tôi cũng đã đề cập trong cái ví dụ trước thì cái này nó cũng là một cái phần có thể liên quan tới cái tác động về kỹ thuật, về công nghệ. Tức là chúng ta ở đây chúng ta thấy hai bàn tay có thể là đang chuyển động, nhưng mà chúng ta không hiểu được hai bàn tay đây đang làm cái gì. Chúng ta xem một cái ví dụ nữa, một cái nhãn hiệu nữa. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái hình ảnh đồ họa tương đối là đơn giản. Chúng ta thấy là nó trên nền màu đen và nó nhìn khá là rõ. Tức là cái đồ họa này nó quay xung quanh cái bản thân nó. Và cái này thì hình ảnh này tương đối là rõ đúng không? Tức là rất là rõ. Và nó cũng có những cái tác động về đồ họa đi kèm. Chúng ta có thể thấy cái hình ảnh này di chuyển và cũng tương đối là dễ nhận diện. Và chính vì vậy mà nó đã được chấp nhận. Cái đơn đăng ký nhãn hiệu này cũng đã được chấp nhận. Chúng ta cũng thấy là cái nhãn hiệu này cũng đăng ký trong cái nhóm 7 về các thiết bị điện tử. Một cái ví dụ nữa mà người bên đăng ký đã nhanh chóng là rút đơn lại, không đăng ký tiếp theo nữa. Các bạn có thể nhận thấy đây là một dạng mà thiết bị nào đó mà có thể là các bạn cũng đã nhìn thấy là trên cái màn hình của cái nhóm tức là một cái ánh sáng đèn Alexa của Amazon đăng ký theo các nhóm 9, 35, 41, 42, 45. Và cái này thì cũng đã rút lại do là người đăng ký cũng có thể là nhận thấy rằng là cái nhãn hiệu này, đăng ký nhãn hiệu này nó có thể là chưa đủ khả năng, chưa đủ mang tính gọi là dễ phân biệt với cả những cái nhãn hiệu khác. Và kể cả khi mà nếu người đăng ký tiếp tục theo đuổi đăng ký cái nhãn hiệu này thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ từ chối. Này, chúng ta có thể thấy được là cái nhãn hiệu này nó cũng không có một cái gì gọi là thể hiện phân biệt rõ ràng giữa cái nhãn hiệu này với cả các nhãn hiệu khác hay là những cái chuyển động khác. Tiếp theo là nhãn hiệu về âm thanh. Nhãn hiệu về âm thanh thì như tôi đã nói, nó cũng không có yêu cầu là không cần phải có cái mô tả đi kèm và gửi về hình mẫu để đại diện đăng ký dưới định dạng MP3 hay là những cái đồ họa giải thích về chúng ta có thể thấy một cái ví dụ ở đây là một cái nhãn hiệu đăng ký theo các nhóm 7, 16, 37, 39, 40, 41 và 42. Tức là nó liên quan tới một số những cái gọi là bao bì đóng gói cho một số các sản phẩm trong các nhãn hiệu này, trong các nhóm này. Thì chúng ta có thể thấy được trong cái nhãn hiệu về âm thanh, trong cái dòng âm thanh này thì nó có cái trình tự lặp đi lặp lại là 6 nốt nhạc. Đấy. Và cuối cùng là chúng ta có một cái lượt cái lướt trên bàn phím. Thì cái này thì theo cái định dạng định nghĩa mới về nhãn hiệu thì nó cũng không có vấn đề gì đối với đăng ký cái nhãn hiệu này. Thì nó cũng rất là dễ phân biệt. Một cái ví dụ khác ạ. Ở đây chúng ta có hai một cái giai điệu gồm hai phần. Cái phần đầu tiên thì nó khá là dễ phân biệt đúng không? Nên là nó tương đối là dài, nó cũng đủ dài. Và sau đó là một cái phần thứ hai thì nó có sự biến đổi về về giai điệu và nó tạo ra thêm, tăng thêm cái tính dễ phân biệt của cái đăng ký nhãn hiệu này, của cái mẫu đăng ký nhãn hiệu này với cả những cái âm thanh khác. Và chính vì vậy mà nó đã được chấp nhận.
Tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng là cái đoạn âm thanh vừa rồi nó hoàn toàn là dễ nhận diện, dễ phân biệt đúng không? Và cũng có thể chấp nhận đăng ký cái nhãn cái âm thanh này. Một cái ví dụ khác, đây là một cái trường hợp rất là thú vị ạ. Rõ ràng cái này thì đăng ký theo nhóm 12, tức là các loại xe phương tiện giao thông. Thì chúng ta có thể thấy được trong trường hợp này, đây là cái âm thanh của một cái động cơ mô tô. Và chúng ta có thể thấy được là cái tiếng động cơ này nó rất là mạnh đúng không? Nhưng mà chúng tôi vẫn từ chối cái việc đăng ký cái nhãn hiệu âm thanh này, bởi vì chúng tôi xác định đây là nhãn hiệu không mang tính dễ phân biệt, không rõ ràng, bởi vì nó chỉ là âm thanh của một cái động cơ tương đối là mạnh, tương đối là khỏe thôi, chứ nó cũng không giúp cho người tiêu dùng có thể nhận diện được rõ ràng cái nguồn gốc thương mại của cái âm thanh này có thể là từ loại xe nào. Vâng, thì đây một cái ví dụ nữa chúng ta có thể xem. Cái này cũng là một cái trường hợp rất là thú vị. Ở đây chúng ta có một cái trường hợp đăng ký là 6 cái nốt, 6 nốt, vâng, 6 nốt tăng dần. Về ở đây thì nó cũng tương đối là ngắn, nó không có gọi là đủ dài, nhưng mà chúng ta thấy là trong cái ví dụ ban đầu nó chỉ có 6 cái nốt nhạc, và đến cái trường hợp sau thì nó sẽ gọi là mang tính phức tạp hơn. Thì chúng ta và chúng ta cũng thấy được rằng là trong trường hợp này người tiêu dùng nghe cái âm thanh này có vẻ là hơi phức tạp đúng không? Đấy, chúng ta nghe lại thì trong trường hợp này chúng ta lại thấy là những cái âm thanh này được phép chấp nhận ạ. Thì cái âm thanh nó tăng dần về âm điệu. Chúng ta nếu so cái đoạn âm thanh vừa rồi với cả đoạn rất là đơn giản có 6 nốt ở trên thì rõ ràng là khác biệt rất là lớn. Chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này thì nó lại có vấn đề, tức là cái giai điệu này nó quá dài, nó quá phức tạp, và đến chúng ta cũng không thể nhớ được là cái giai đoạn cái giai điệu này nó lúc bắt đầu nó như thế nào. Chính vì vậy mà trong trường hợp này chúng ta thấy một cái giai điệu nó phức tạp như thế, nó quá dài như thế. Âm thanh nó quá dài như thế thì trong giờ đấy rất khó có thể là gọi là mang tính gọi là chính xác và dễ nhận diện được, dễ nhớ, dễ nhận diện được. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã từ chối từ chối đăng ký cái nhãn hiệu này. Cái cuối cùng chúng ta thử nghe. Tôi sẽ bật lại một lần nữa. Như vậy cái này nó có đủ dài không ạ, hay là nó có đủ độ gọi là khả năng phân biệt không ạ? Chúng ta thấy là cũng không có quá nhiều nốt nhạc và cả một cái âm thanh nền đằng sau nữa. Thì chúng ta có thể thấy đây là một cái nhãn hiệu âm thanh, có thể nói một cái giai điệu mà ban đầu thì nó có thể nhận diện được đúng không, nhưng mà ban đầu thì chúng tôi từ chối đăng ký cái nhãn hiệu này.
theo quy định của điều 7.1b là nó không đủ khả năng để có thể là nhận diện được. Tuy nhiên là sau đó thì bên đăng ký nhãn hiệu thì đã khiếu nại và họ có giải thích rằng là cái chuỗi âm thanh này nó đều mang tính là dễ nhận diện, cũng như là cái chuỗi âm thanh trong trường hợp này có giúp có người nghe có thể dễ dàng nhớ và nhận diện được, từ đó là nhận diện được cái sản phẩm hay là hàng hóa mà nó đại diện. Và trong trường hợp này chúng ta thấy là ví dụ như nó sử dụng để làm trong một cái quảng cáo qua radio thì có thể người nghe có thể dễ dàng là nghe và nhận diện được là nó đại diện cho cái nhãn hàng thương mại nào. Và chính vì vậy sau khi chúng tôi đã rà soát, tức là những cái thẩm định viên rà soát đánh giá lại một lần nữa thì đã cuối cùng đã chấp nhận đăng ký cho cái nhãn hiệu âm thanh này. Chúng ta nghe lại một lần nữa thì thấy. Vâng. Thì đây cũng đã trở thành là một cái gọi là án lệ mà chúng tôi cũng đã sử dụng trong việc đăng ký các nhãn hiệu thương mại về âm thanh. Tiếp theo liên quan tới nhãn hiệu về đa phương tiện thì như tôi đã nói là nhãn hiệu đa phương tiện thì cũng không yêu cầu phải có cái mô tả đi kèm, mà chúng ta phải gửi cái mẫu đại diện để đăng ký dưới định dạng là MP4. Đấy, chúng ta có thể thấy là một số cái nhãn hiệu ở đây, ví dụ như các bạn có thể thấy đây là có sự kết hợp giữa cả hình ảnh và âm thanh, và về quan điểm về thương mại thì không có vấn đề gì trong việc là nhận diện cái nhãn hiệu này. Chúng ta thấy là có rất nhiều cái yếu tố để có thể là nhận diện cái nhãn hiệu này, nó dễ dàng nhận diện, nó cũng mang tính là chính xác và nó cũng đã được chấp nhận. Một ví dụ khác nữa. Cái này là một cái trường hợp rất là thú vị bởi vì nó có hai phần khác nhau. Phần đầu tiên là có hình một cái thiết bị đứng vẫy tay chào. Và cái này thì riêng bản thân nó cũng đã rất là dễ nhận diện rồi, dễ phân biệt rồi. Và ngoài ra lại có thêm những cái từ viết, chữ viết ở phía cuối nữa. Và nó lại càng giúp cho cái nhãn hiệu này có khả năng nhận diện tốt hơn. Vâng, rõ ràng là rất dễ phân biệt đúng không? Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều thống nhất điều này. Một cái ví dụ tiếp theo nữa. Ở đây chúng ta có thể thấy cũng có cái hình ảnh rất là dễ phân biệt. Tức là sự kết hợp giữa cả âm thanh, cả hình ảnh cũng như là cả cái chữ viết đúng không? Và rõ ràng thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được là cái nhãn hiệu này cũng rất là dễ nhận diện và cũng dễ hiểu tại sao nhãn hiệu này đăng ký đã được chấp nhận. Tiếp theo là các nhãn hiệu ảnh toàn ký. Thì ảnh toàn ký hay là những cái ảnh mà gọi là nhìn có chiều sâu ấy thì chúng ta có thể thấy đây là một cái loại nhãn hiệu rất là tương đối là mới. Nó cũng không có yêu cầu phải có cái mô tả đi kèm và yêu cầu cái hình mẫu đại diện để đăng ký là định dạng JPEG hoặc là MP4. Chúng ta có thể xem một số cái ví dụ ở đây. Ở đây chúng ta có thể thấy được cái tác động về đồ họa khi mà chúng ta thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái vị trí của cái này. Đấy, thì đây nó được coi là gọi là nhãn hiệu gọi là ảnh toàn ký, ảnh có chiều sâu. Thì trong trường hợp này những cái nhãn hiệu này hiện nay thì chúng tôi cũng đã bắt đầu là nhận được những cái đơn đăng ký nhãn hiệu dưới những cái hình thức ảnh toàn ký như thế này, và chúng tôi cũng đang xây dựng một số những cái thực hành liên quan tới những cái yêu cầu về nhãn hiệu ảnh toàn ký, bao gồm là những cái về về gọi là viền hay là cái di chuyển của những cái hay là hình nền, thay đổi như nào của những cái hình nền của cái nhãn hiệu. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy ở đây
cái hình nền đằng sau, những cái chấm tròn đằng sau nó có sự thay đổi về màu sắc khi mà chúng ta thay đổi góc nhìn, thì nó cũng phải được thể hiện rất là rõ như thế nào để được phân được loại là nhãn hiệu ảnh toàn ký. Như vậy tôi đã kết thúc cái phần chia sẻ liên quan tới thẩm định về các nhãn hiệu thương mại phi truyền thống. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng thấy phần trình bày này rất là thú vị, và các bạn cũng cũng giúp các bạn hiểu nhiều hơn về việc đăng ký các nhãn hiệu phi truyền thống hiện nay ở cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe, và tiếp theo tôi sẵn lòng trả lời một số câu hỏi. Rất cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn anh Tom. Chúng ta sẽ có một số câu hỏi ở đây dành cho anh Tom. Tôi sẽ đọc các câu hỏi lần lượt, từng câu hỏi một. Đầu tiên là trong trường hợp với nhãn hiệu âm thanh thì không yêu cầu phải có cái mô tả đi kèm, vậy thì cái thẩm định viên làm thế nào để có thể xác định được là cái nhãn hiệu âm thanh đấy nó mang tính là dễ phân biệt, có thể là phân biệt được với cả các gọi là âm thanh khác. Đây là câu hỏi rất là hay ạ. Câu trả lời là cái này nhiều khi nó cũng rất là khó, có thể là cái nhãn hiệu đấy nó chỉ là một cái đoạn âm thanh. Chúng tôi cũng có một cái ví dụ, đấy là cái nhãn hiệu đăng ký đến là một đoạn âm thanh, sau đó chúng ta có một cái tiếng nói hô lên là Barca, Barca là viết tắt của câu lạc bộ bóng đá Barcelona, nó biết rồi. Thì chúng ta thấy là trong trường hợp đấy chúng ta sẽ phải thẩm định viên sẽ phải tiến hành nghiên cứu xem là cái liệu cái âm thanh đấy nó có đủ mang tính là phân biệt rõ ràng hay không. Trong trường hợp ví dụ như là cái nhãn hiệu gọi là Barca, tức là viết là Barca, thì chúng ta thấy là cái từ Barca đó khi mà đọc ra thì người ta đọc như thế nào, và người ta liệu là có phân biệt được hay không, hay là cái ví dụ mà tôi đã nêu về trường hợp là 6 cái nốt nhạc, thì chúng ta cũng xem là 6 cái nốt nhạc đấy nó có đủ mang tính là nhận diện được và phân biệt được hay không. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi ở cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu, chúng tôi cũng không nhận nhiều quá nhiều nhiều đơn đăng ký về gọi là nhãn hiệu âm thanh đâu. Tức là kể từ năm 2017 đến nay ấy, từ sau khi có cái quy định mới thì chúng tôi mới nhận được tổng cộng là 97 cái đơn đăng ký nhãn hiệu về âm thanh này thôi, thì cũng không phải là nhiều lắm, thế nên cái khả năng mà điều tra thẩm định cũng không vất vả lắm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Thôm. Tôi cũng thấy được một số những cái câu hỏi khác. Thứ nhất là liên quan tới việc làm thế nào các thẩm định viên ở châu Âu thẩm định được các nhãn hiệu, các đăng ký về âm thanh, và làm thế nào để có thể là xác định được cái tính tương đồng của cái đăng ký nhãn hiệu âm thanh đó đối với cả các âm thanh khác. Vâng, thì có hai phần khác nhau trong câu hỏi này. Thì đầu tiên, đối với loại nhãn hiệu âm thanh thì thẩm định viên thường sẽ tiến hành thẩm định đối với cái đăng ký nhãn hiệu đó. Tức là chúng tôi sẽ phải tham vấn ý kiến của một số chuyên gia, xem là các chuyên gia có thể là nhận diện, xác định được cái nhãn hiệu đó, cái đơn đăng ký nhãn hiệu đó với cả những cái âm thanh khác hay không. Rồi, và thẩm định viên cũng sẽ có thể là tự đưa ra cái đánh giá của mình về việc là liệu cái âm thanh đó có đủ mang tính là phân biệt đối xử phân biệt được hay không. Và thẩm định viên cũng có thể là sử dụng những cái gọi là vòng tròn tri thức của mình, tức là những cái người thân quen của mình, để kiểm tra xem là liệu họ có đánh giá là cái nhãn hiệu đó nó có đủ mang tính phân biệt được hay không. Rồi, như tôi đã nói là chúng tôi cho đến nay cũng mới chỉ nhận được khoảng tổng cộng là 97 cái đơn đăng ký về nhãn hiệu âm thanh này, thế nên là cũng không có nhiều áp lực lắm trong việc là điều tra và thẩm định các nhãn hiệu.
Liên quan tới việc là đánh giá về cái sự tương đồng của cái đăng ký nhãn hiệu âm thanh đó đối với cả các âm thanh khác thì cái này cũng hơi là khó. Trên thực tế thì tôi cũng không biết lắm về về cái trường hợp nào mà chúng tôi đánh giá là có tương đồng với cả các âm thanh khác. Tuy nhiên chúng ta thấy là trong cái quá trình thẩm định ấy, thì khi mà chúng tôi luôn luôn là thẩm định xem là cái loại nhãn hiệu đăng ký này thì nó có là mang tính phân biệt rõ ràng này, nhận diện đấy không này. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi cũng sẽ kiểm tra xem là nó có so sánh đối chiếu với cả các âm thanh thông dụng phổ thông hay là đã được biết đến trước để xem là nó có mang tính gọi là tương đồng hay không. Rồi nhưng mà như tôi đã nói là không biết là không may hay là may mắn là cho đến nơi giờ thì chúng tôi cũng không có nhiều cái đơn đăng ký về cái loại hình nhãn hiệu này, thế nên là cũng không có nhiều lắm những cái kinh nghiệm để chia sẻ. Vâng, rất cảm ơn. Chúng ta thấy là nó có yêu cầu bắt buộc về việc là phải có cái giải trình hay là mô tả về cái gọi là tần suất hay là âm điệu để gọi là phân biệt được cái âm thanh đó hay không? Không ạ. Trên thực tế là không có yêu cầu yêu cầu về có mô tả đi kèm. Nhưng tuy nhiên khi mà đưa ra quyết định về thẩm định thì chúng ta sẽ cần phải xác định ví dụ như là cái mức độ về âm thanh này, hay là cái mức độ về ánh sáng đi kèm nếu là ảnh nếu là nhãn hiệu về đa phương tiện thì chúng ta sẽ thấy hoặc là những cái trường hợp âm thanh được tạo bởi các công nghệ, chúng ta có một cái nhãn hiệu âm thanh sẽ được coi là có thể chấp nhận được nếu như nó được gọi là gắn với một cái trường hợp cụ thể nào đó và cũng gọi là nó được gọi là tạo ra bởi một cái công cụ hay là một cái thiết bị công nghệ sử dụng công nghệ rất là đặc thù nào đó thì nó mang tính là phân biệt, đúng không? Riêng biệt. Rồi chúng ta cũng thấy là nó sẽ tùy thuộc nhiều khi là cũng tùy thuộc nhiều vào cái đánh giá chủ quan của thẩm định viên xem là cái âm thanh đó nó liệu là có đủ khả năng gọi là phân biệt rồi có thể xác định rõ ràng được hay không. Vâng, thì một câu hỏi cũng rất là thú vị ở đây. Câu trả lời cũng là không. Rất khó để xác định được một cái chuẩn mực trong trường hợp này. Chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái thảo luận liên quan tới việc là yêu cầu là cái âm thanh, nhãn hiệu âm thanh nó phải có tối thiểu là bao nhiêu nốt, hay là có nên là 5, 6 hay 7 nốt để đảm bảo cái khả năng là dễ nhận diện của nó. Nhưng mà rất là khó có thể xác định được đấy. Nên chúng ta có thể thấy là rất khó có thể xác định được một cái đó. Chẳng hạn như là một cái nhãn hiệu mà tôi có đưa ra ví dụ ở trước, chúng ta chỉ có 6 cái nốt nhưng mà nó là 6 cái nốt tăng dần và nó khá là dễ nhận diện, trong khi đó một cái đăng ký âm thanh khác rất là dài, rất là nhiều giai điệu nhưng mà nó lại rất là phức tạp và lại bị từ chối. Thì chúng ta thấy nếu như là 6 nốt nhạc mà chúng ta lại đặt rất là bình thường, chỉ là một cách rất là bình thường và khó phân biệt được thì lại có khi lại không được đăng ký. Thì nó tức là chúng tôi không có một cái chuẩn mực nào về cái số nốt hay là cái độ dài của đoạn âm thanh để được đăng ký cả. Vâng. Cái này tôi xin không biết là anh có quen thuộc với cả Netflix đúng không? Thì không biết là cái âm thanh của Netflix khi đăng ký thì không? Tôi thấy cái vụ này cũng rất là thú vị ạ.
Tôi cũng ban đầu có định đưa vào trong cái ví dụ của bài trình bày của tôi, nhưng mà cuối cùng tôi lại bỏ ra, bởi vì là cái nhãn hiệu này của Netflix ấy, nó bị từ chối bởi cơ quan sở hữu trí tuệ châu Âu, coi mà đánh giá là không đủ tính gọi là phân biệt. Tuy nhiên là Netflix sau đó cũng đã khiếu nại lại và hiện nay cũng chưa có cái quyết định cuối cùng đối với cái trường hợp này. Thì trong trường hợp này, cái nhãn hiệu mà Netflix đăng ký là tôi nhớ là nó có hai cái đoạn beat này, sau đó là có một cái vài nốt nhạc đấy, một cái giai điệu đi kèm. Thì cũng có thể được coi là có thể phân biệt được và có thể được chấp nhận. Nhưng mà cái thời điểm ban đầu của quan điểm của thẩm định viên và cũng là trùng với cả quan điểm của cá nhân tôi trong trường hợp này thì đấy là cái đoạn này thì có thể cái nhãn đăng ký nhãn hiệu này có thể được chấp nhận được, bởi vì là nhãn hiệu này cũng khá là cái âm thanh đó khá là dễ phân biệt. Tuy nhiên không hiểu là ban đầu tại sao mà bị từ chối. Và tôi cũng không biết chắc là cái quy trình sắp tới để đưa ra cái quyết định đối với cái trường hợp của Netflix này sẽ như thế nào. Như tôi đã nói thì cái đăng ký nhãn hiệu này có thể sẽ được chấp nhận trong thời gian tới, bởi vì như tôi đã nói là cái nhãn hiệu này nó cũng khá là dễ phân biệt. Nhưng mà tôi cũng chưa biết được cái quyết định cuối cùng sẽ như thế nào. Xin cảm ơn. Đã bao giờ cơ quan sở hữu trí tuệ châu Âu từ chối đăng ký một cái âm thanh hay là một cái đoạn chuyển động do là nó giống hay là nó trùng với cả những cái âm thanh hay là cái chuyển động gọi là phổ biến khác hay không? Có ạ. Thì tôi nhớ là có những cái trường hợp tức là nó có một cái hình ảnh, một cái nhãn hiệu đăng ký là hình ảnh và đi kèm với cả một đoạn âm thanh mà nó cũng rất khó để có thể phân biệt. Nếu là một cái đoạn âm thanh hay hình ảnh mà nó đã nổi tiếng từ ví dụ như là từ một đoạn phim hay là một cái gì đó rồi thì cái đấy nó sẽ có thể được coi là có thể phân biệt được, nhưng mà liệu nó có bị gọi là phản đối hay không, bị từ chối đăng ký hay không thì nó còn tùy thuộc vào từng trường hợp, tôi cũng chưa biết cụ thể. Tức là đây là câu hỏi rất là thú vị ạ. Câu hỏi ở đây là bạn liệu là có thể gọi là liên hệ nó với một cái nhãn hiệu nào đó hay không? Chẳng hạn như là ví dụ như có chúng ta có một cái giai điệu nổi tiếng trong một đoạn phim, thì khi chúng ta nghe đến cái giai điệu đó, liệu là liệu là ví dụ như nó rõ ràng là nó có khả năng phân biệt được đúng không? Thì là người ta nghe đoạn đấy người ta có khả năng phân biệt được, nhưng mà để nghe cái đoạn âm thanh đó có thể là nhận diện ra được cái sản phẩm thương mại nó đại diện cho thì còn chưa biết. Chúng ta cũng phải xem là tại sao người đăng ký, bên đăng ký lại muốn là đăng ký cái đoạn đó, cái đoạn âm thanh đó hay là cái đoạn chuyển động đó để làm đại diện cho cái hình ảnh, cái sản phẩm thương mại của mình. Vâng, thì cái này cũng cần phải có những cái nghiên cứu trong từng trường hợp cụ thể. Rất tiếc là tôi cũng không trả lời được chính xác được câu hỏi này của bạn, nhưng tôi chỉ có thể, chúng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trong cái nội dung liên quan này. Một cái câu hỏi nữa là tức là chúng ta có một cái mục nào trong cái hướng dẫn về đăng ký nhãn hiệu của UIPO? Tức là chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu nào liên quan tới việc đăng ký các nhãn hiệu phi truyền thống hay không?
Chúng tôi nếu nói về cái hướng dẫn ấy, thì chúng tôi có một cái hướng dẫn cho một số nội dung cụ thể, tức là trong cái hướng dẫn về thẩm định thì chúng tôi có một cái mục riêng liên quan tới những cái quy trình thẩm định về các nhãn hiệu, bao gồm là các loại nhãn hiệu này, rồi cái yêu cầu kèm theo, rồi chúng ta cũng có thể thấy là ở trong đấy thì nó có những cái trình tự thẩm định như thế nào. Đấy là cái trong cái hướng dẫn nó liên quan. Ngoài ra thì về quan điểm tuyệt đối về tham chiếu ấy, thì rõ ràng là không thể có một cái gọi là tham chiếu tuyệt đối nào đối với tất cả các nhãn hiệu được. Tức là liệu là nó có mang tính là đủ mô tả hay là đủ phân biệt hay không, thì cái đấy nó sẽ tùy vào thẩm định viên trong từng trường hợp cụ thể. Và có thể là cuối năm nay chúng tôi sẽ có thể có công bố một cái bộ hướng dẫn và đưa ra một số những cái trường hợp ví dụ điển hình cụ thể để giúp cho các thẩm định viên trong việc là xác định thẩm định các đơn đăng ký nhãn hiệu. Thì và chúng tôi cũng sẽ có thể là đưa vào triển khai thực hiện. Đấy là cái hướng dẫn đối với cả việc đăng ký các một số các loại nhãn hiệu. Thì chúng ta có cơ sở dữ liệu về đăng ký các nhãn hiệu đã được đăng ký đấy, thì chúng tôi có, thì các bạn có thể hoặc là có thể tìm kiếm, ví dụ như nếu như chúng ta muốn tìm về các nhãn hiệu phi truyền thống đã được đăng ký, chúng ta có thể là tìm kiếm ở trên mạng, hoặc là chúng ta có thể đánh tìm kiếm theo loại nhãn hiệu cụ thể. Thì đầu tiên là nhưng mà đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta khi mà chúng ta muốn phát triển hay là tập trung về cái việc là đăng ký cho các nhãn hiệu phi truyền thống, chúng ta phải có được cái sự gọi là hiểu biết thống nhất về các loại nhãn hiệu phi truyền thống, rồi xác định những cái tiêu chí, những cái tiêu chí về đăng ký và thẩm định nhãn hiệu phi truyền thống như thế nào. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm trước. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cái nhãn hiệu đa phương tiện. Nếu như cái đơn đăng ký nhãn hiệu đa phương tiện thì thẩm định viên có thẩm định cái nhãn hiệu đa phương tiện đó như là một cái đơn vị riêng không, hay là nó có sự gọi là phải kiểm tra cái sự phối hợp kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh. Vâng, ở đây thì nó sẽ tùy thuộc vào, đây cũng là một câu hỏi rất là hay, nó sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp. Chúng ta sẽ xem nhãn hiệu đa phương tiện thì nó bao gồm có hình ảnh và âm thanh. Và đối với cả nhãn hiệu và âm thanh mà kết hợp với nhau thì rất khó có cái trường hợp nào là nó không mang tính là không khó phân biệt được, đúng không? Chẳng hạn như nếu như chúng ta có âm thanh, có thể âm thanh chỉ là một tiếng mèo kêu, thì rõ ràng là nếu chúng ta thẩm định riêng rẽ cái âm thanh tiếng mèo kêu thì nó sẽ không thể phân biệt được. Nhưng nếu nó đi kèm với một cái hình ảnh đi kèm, chẳng hạn như là một con mèo nó đang chạy đến ăn một cái đĩa thức ăn cho mèo, thì rõ ràng là nó sẽ mang tính là phân biệt hơn. Hay là cũng thế, tương tự thế, tiếng chó sủa, thì nếu chỉ có tiếng chó sủa, cái âm thanh tiếng chó sủa không, thì rõ ràng rất khó có thể mang tính khả năng mang tính phân biệt được. Nhưng mà nó kết hợp với cả những cái hình ảnh thì nó sẽ trở nên là khá dễ phân biệt. Như vậy đối với các nhãn hiệu, đối với các đăng ký nhãn hiệu gọi là đa phương tiện, chúng tôi sẽ nhìn vào tổng thể toàn bộ kết hợp giữa cả âm thanh và hình ảnh. Vâng, thì khi mà chúng ta thẩm định ở UIPO, chúng ta thẩm định các nhãn hiệu phi truyền thống, thì chúng ta có tham khảo ý kiến của các chuyên gia về kỹ thuật trong lĩnh vực này không? Câu trả lời ngắn của tôi là không ạ. Trên thực tế là chúng ta cũng không có nhiều những cái chuyên gia trong lĩnh vực về chuyên gia kỹ thuật về về lĩnh vực này. Tôi không biết được là ở các nơi khác thì vận hành hoạt động như thế nào. Nhưng mà thường là khi ở EUIPO chúng tôi thì
Khi chúng tôi có những cái ban gọi là tư vấn hay là những cái ban kỹ thuật thì cũng có thể là, nhưng mà nằm luôn trong cơ quan sở hữu trí tuệ của Liên minh châu chúng tôi, thì họ có thể là đưa ra những cái ý kiến đóng góp hay là ý kiến đánh giá đối với việc thẩm định một cái đơn đăng ký nhãn hiệu nào đó. Hay là khi kể cả khi chúng tôi thẩm định viên đưa ra cái ý kiến gọi là từ chối cho phép đăng ký thì cũng phải nói rõ xem, không chỉ là từ chối chung chung mà phải nói rõ xem là cái từ chối đó dựa trên cái cơ sở nào thì cũng phải rất là rõ. Khi mà thẩm định viên, đối với thẩm định viên ấy, thì chúng ta có yêu cầu bắt buộc phải có một cái chuyên môn cụ thể nào đó hay không, một chuyên môn nhất định nào đó để được phép gọi là tham gia làm thẩm định viên cho cái nhãn hiệu về âm thanh hay là những cái nhãn hiệu phi truyền thống. Vâng, đây là một câu hỏi nữa rất là hay ạ. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy là thứ nhất là một số những cái nhãn hiệu, ví dụ như là nó thể hiện bằng các bằng âm nhạc chẳng hạn, thì rõ ràng là người thẩm định viên sẽ phải có một số những cái kiến thức nhất định về lĩnh vực này, bởi vì không phải là ai cũng biết được đọc được cái nốt nhạc hay là hiểu được cái nốt nhạc đấy là nốt gì. Vâng. Hay là đấy, thì hay là một cái âm thanh nào đó thì cái thẩm định viên cũng sẽ phải xác định được là liệu cái âm thanh đấy nó có thể là một cái nhãn hiệu về âm thanh hay không. Thì chúng tôi cũng có một đồng nghiệp thì có hoạt động trong lĩnh vực này, hay là có một đồng nghiệp nữa là Lin thì cũng tên là Lin thì cũng chuyên gọi là có những cái kinh nghiệm hay là cái kiến thức về cái lĩnh vực là âm thanh cũng như là cái nốt nhạc này rất là tốt. Thì thường là đối với những cái đăng ký nhãn hiệu âm thanh thì chúng tôi sẽ giao cho những đồng nghiệp đó làm rồi. Và ngoài ra khi mà các thẩm định viên mà gặp những cái khó khăn nào mà không quyết được trong quá trình là thẩm định các nhãn hiệu, các đơn đăng ký nhãn hiệu, thì chúng tôi cũng có một cái diễn đàn trao đổi thảo luận giữa các thẩm định viên với nhau, thì có thể là đưa lên để chia sẻ và trao đổi hỏi ý kiến của các thẩm định viên khác, cũng như là tìm xem là sẽ có thể có cái xử lý như thế nào. Nhưng mà cái câu trả lời ở đây là không bắt buộc, không không cần thiết, nhưng mà có thể tham khảo ý kiến của đồng nghiệp khác. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Đấy là trong trường hợp cái nhãn hiệu ban đầu được bị coi là không đủ là phân biệt được, thì do là ví dụ thời gian, thời lượng nó không đủ đấy, thì có cách nào mà bên đăng ký có thể là khiến cho cái nhãn hiệu đó trở nên là dễ phân biệt hơn không? Vâng, tức là nếu như cái thời lượng dụ âm thanh, cái đoạn âm thanh nó quá ngắn để có thể là đủ phân biệt được, thì có cách nào để giúp cho nó có khả năng phân biệt được tốt hơn? Về logic mà nói thì là có. Tức là thường thì khi mà chúng tôi phản đối đăng ký một cái, từ chối đăng ký một cái mẫu đại diện nào đó, thì thường là trên cơ sở là cái mẫu đại diện đó nó không đủ khả năng phân biệt. Thì trong trường hợp đó chúng tôi người cái bên đăng ký có thể là một là khiếu khiếu nại lại này, giải thích về cái khả năng phân biệt của cái nhãn hiệu, cái mẫu đăng ký nhãn hiệu đó, hoặc là tạo ra những cái đặc tính để dễ phân biệt hơn đối với cái nhãn hiệu đó. Tôi cũng nhớ là có cái trường hợp nào, nhưng mà hình như là cũng có trường hợp là chúng tôi đã có cái trường hợp là bên đăng ký cũng đã là bổ sung thêm một số những cái từ chữ viết vào để đảm bảo cái nhãn hiệu được đăng ký có khả năng phân biệt được rõ hơn. Chẳng hạn như chúng ta, nếu cái trường hợp ví dụ như là cái tiếng máy ô tô xe máy đấy, tiếng nổ xe máy lúc trước mà chúng ta đã thấy, thì nếu như cái đoạn âm thanh đó rõ ràng thì nó không đủ mang tính phân biệt, nhưng mà nếu nó có thể đi kèm với cả các thông số kỹ thuật, hay là nếu nó đi kèm với hình ảnh, hay là nó lại là sử dụng cái âm thanh đấy trong cái nhãn hiệu
đa phương tiện, tức là đi kèm hình ảnh, thì nó sẽ lại đảm bảo cái khả năng dễ phân biệt của nhãn hiệu đó. Nên đây là câu hỏi rất là hay, và cũng câu trả lời là có, chúng ta có thể có. Một cái ví dụ nữa tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, tức là ngày hôm qua tôi có tính toán số lượng các nhãn hiệu phi truyền thống và đang đang lưu hành ở châu Âu ấy, thì được cho thì tôi thấy là chưa đầy 2.000, và trên trên thế giới, xin lỗi, trên toàn thế giới thì chưa đầy 2.000, và chúng ta thấy là cái chưa đầy 100 đăng ký là ở Liên minh châu Âu EUIPO, và chúng ta thấy là cũng đa số những cái nhãn hiệu này thì là đăng ký dưới hình dạng gọi là hình ảnh hoặc là những cái từ ngữ thôi, nhưng cũng không phải là những cái nhãn hiệu mang tính phức tạp hơn. Tiếp theo là câu hỏi liên quan tới nhãn hiệu về màu sắc. Chúng ta có cái quy định nào liên quan tới việc đăng ký các nhãn hiệu về màu sắc không ạ? Hay là cái tiêu chí nào về việc là thẩm định các nhãn hiệu về màu sắc? Vâng, đối với cả thẩm định nhãn hiệu, những cái đăng ký nhãn hiệu về màu sắc thì chúng ta thấy là khi mà đăng ký chúng ta phải có cái giải trình về cái mã màu đi kèm. Ừ. Thì người đăng ký, bên đăng ký cũng sẽ phải có, ngoài cái gửi cái hình mẫu đại diện để đăng ký ra, cũng phải có những cái mô tả về mã màu, cũng như là nếu là cái kết hợp nhiều màu khác nhau thì phải có cái mô tả về trình tự màu, hay là nếu như nó được thể hiện cái màu sắc đấy nó đi kèm theo những cái nhãn hiệu khác, hay là ví dụ như hình dạng thì cũng phải có cái mô tả đi kèm. Rồi ngoài ra chúng ta cũng có thể một màu sắc, chúng ta cũng có thể có nhiều cái gọi là màu, cái dạng màu khác nhau. Nên khi mà chúng ta gửi cái mẫu đại diện để đăng ký theo là màu sắc thì chúng ta sẽ phải có một cái giải trình về mã màu đi kèm. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải có cái giải trình về mã màu đi kèm. Rồi chúng ta cũng thấy là đối với một số màu sắc nó có thể là không, nếu mà là màu, đặc biệt là màu đơn thì có thể là không đủ mang tính gọi là dễ phân biệt được. Đấy. Một số màu thì có thể dễ phân biệt, nhưng một số màu khác thì có thể rất khó phân biệt. Vâng. Thì chúng ta có cái mức phí nào khác đối với cả đăng ký các nhãn hiệu truyền thống, phi truyền thống và phi truyền thống không ạ? Không ạ. Việc đăng ký các nhãn hiệu truyền thống hay phi truyền thống thì mức phí đều giống nhau, không có gì khác biệt. Khi chúng ta thẩm định các nhãn hiệu về âm thanh thì chúng ta thẩm định theo gọi là nốt nhạc hay là theo giai điệu ạ? Tôi nghĩ là tất cả kết hợp với nhau. Chúng ta thấy khi đối với việc đăng ký và thẩm định nhãn hiệu về âm thanh, chúng ta sẽ phải nhìn vào tất cả, ví dụ chẳng hạn như là cái ví dụ mà tôi đã nêu về 6 cái nốt nhạc, thì chúng ta có thể thấy là thứ nhất là đầu tiên là cái cách các nốt, chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa các nốt này, rồi cả kể cả cái giai điệu tổng thể khi chơi cả 6 nốt này như thế nào. Và nếu như chúng ta viết ra một cái nốt riêng lẻ, chúng ta đánh riêng thì rõ ràng nó sẽ không thể đủ khả năng gọi là phân biệt được. Đấy. Chắc chắn là không đủ khả năng để phân biệt được. Nên chúng ta phải thấy là sự kết hợp của cả 6 cái nốt nhạc này đi kèm nó tạo thành một cái giai điệu nhất định, nó mới có khả năng phân biệt. Hoặc đôi khi thẩm định viên cũng có thể nói rằng là nó không đủ khả năng phân biệt, bởi vì thực ra thế những cái nốt nhạc đó nó không tạo thành một cái giai điệu nào cả, nó chỉ là nó quá ngắn, nó chưa tạo thành cái giai điệu nào cả. Nhưng mà đấy cũng là một cái ví dụ, có thể nói là nó nằm ở cái ranh giới giữa việc là có thể là chấp nhận hoặc là từ chối đăng ký. Câu hỏi liên quan tới cái vi phạm.
Tức là trong trường hợp là những cái nhãn hiệu âm thanh hay là chuyển động mà chúng ta bị gọi là vi phạm ấy, thì làm thế nào để người sở hữu cái nhãn hiệu đó có thể là có những cái động thái để gọi là khiếu kiện hay là chống lại cái việc vi phạm đó. Vâng, cái này thì tôi cũng không chia sẻ được bởi vì tôi cũng không phải là chuyên gia trong việc là xử lý những cái vi phạm về nhãn hiệu trong trường hợp này. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, thế nên là xin lỗi là tôi không đưa ra câu trả lời được. Vâng, có một câu hỏi nữa liên quan tới cái việc gọi là trùng lặp giữa một số những cái đoạn nhạc đã được có bản quyền với cả cái nhãn hiệu âm thanh. Thì ví dụ như là trong một số trường hợp là chủ nhân của những cái bản quyền của những cái đoạn nhạc thì liệu có thể là khiếu nại hay khiếu kiện đối với cả cái bên đăng ký cái nhãn hiệu âm thanh nếu như nghe nó có vẻ ví dụ trùng lắp với nhau không? Đây cũng câu hỏi rất là hay. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi đang cân nhắc. Tôi cũng chưa biết chắc được cái câu trả lời là gì. Tôi câu trả lời về mặt logic mà nói thì là cũng không nên có bất kỳ điều gì cản trở cái bên người sở hữu cái bản quyền về đoạn nhạc gọi là kiện cái bên đăng ký cái nhãn hiệu âm thanh nếu như cái nhãn hiệu âm thanh được đăng ký đó nó tương đồng, nó giống hệt hoặc là tương đồng với cả cái đoạn nhạc đã được có bản quyền trước đó. Vâng. Nhưng đây cũng không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, xin lỗi. Vâng, có thể là vâng, thì có thể là chúng ta cũng đối với các câu hỏi khác nếu như chúng ta còn có thì có thể là chúng tôi sẽ gửi trên trang web và ông có thể là trả lời giúp cho các câu hỏi này được chưa ạ? Vâng, chắc chắn là tôi sẽ có thể trả lời các câu hỏi liên quan nếu như vẫn còn nhiều câu hỏi đăng trên trang web. Vâng, chúng ta cũng có một rất nhiều câu hỏi nữa ở đây ạ, nhưng mà chắc là thời gian cũng chỉ đủ để có thể đặt hai ba câu hỏi gì đấy nữa thôi. Tức là chúng ta có cái phân loại nào cho các nhãn hiệu âm thanh không ạ? Vâng. Không, không có. Không, không có cái phân loại nào chúng tôi xây dựng phân loại về nhãn hiệu âm thanh nào cả. Tôi tin rằng là WIPO thì cũng có chấp nhận một số những cái gọi là cái file bằng âm thanh được gửi đến để đăng ký. Nhưng mà nhưng mà tôi nghĩ là cũng không có cách nào dễ để phân biệt được các nhãn hiệu âm thanh cả. Vâng, ở đây thì liên quan tới việc đăng ký các nhãn hiệu phi truyền thống thì khi mà chúng ta ở UIPO chúng ta có cái yêu cầu cụ thể nào không ạ? Xin lỗi, chị có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? Vâng. Vâng, khi mà ở Đông Nam Á khi mà chúng ta đăng ký những cái nhãn hiệu phi truyền thống ấy, thì nó phải yêu cầu có cái bằng chứng liên quan tới nhãn hiệu đó là chưa từng được sử dụng ở đó, bởi bởi người khác các thứ thì không biết là ở EUIPO thì có yêu cầu đó không? Không ạ, chúng tôi không có. Vâng, tiếp theo là đối với các tiêu chí đối với các nhãn hiệu về đa phương tiện thì chúng ta có cái tiêu chí đánh giá nào không? Nó sẽ tùy thuộc vào các thành phần, cấu phần liên quan rõ ràng. Nếu như chúng ta có ví dụ như là một cái nhãn hiệu đa phương tiện nó sẽ có cái phần về lời đi kèm hay là cái từ ngữ đi kèm thì chúng ta sẽ xác định xem cái phần đó nó có đủ là đủ phân biệt hay không. Tất nhiên là không thể đánh giá riêng mỗi cái phần đó được. Chúng ta sẽ phải nhìn vào tổng thể toàn bộ cả cái đăng ký nhãn hiệu đó xem là nó có mang tính phân biệt hay không. Và để xác định xem là cái đăng ký nhãn hiệu đó nó có được chấp nhận hay không. Tôi nghĩ một cái ví dụ chúng ta có thể thấy là ví dụ như là một cái đăng ký mà đối với sản phẩm là dầu. Chúng ta thấy là trong trường hợp này thì chúng ta thấy nếu như là đăng ký chúng ta thấy nó không phải là nhãn hiệu đa phương tiện mà là nhãn hiệu chuyển động, xin lỗi tôi hơi nhầm một chút, nhưng mà cái nhãn hiệu ở đối với chuyển động chúng ta cũng có thể thấy là
nó có thể, tức là chúng ta thêm cái phần âm thanh vào thôi thì nó sẽ trở thành nhãn hiệu đa phương tiện, và lúc đấy nó sẽ trở nên là dễ, càng dễ phân biệt hơn, đúng không? Thì khi mà chúng ta kết hợp cả hai với nhau, tức là nó sẽ trong mắt của thẩm định viên nó sẽ là dễ phân biệt hơn. Tôi có một câu hỏi nữa với từ phía Indonesia, tức là đây là câu hỏi bằng tiếng Indo và tôi xin dịch sang tiếng Anh, tức là trong trường hợp đối với các nhãn hiệu 3D nó đi kèm với cả một số cái lời đi kèm nữa, thì liệu là cái hình ảnh 3D ví dụ nó không mang tính phân biệt được nhưng mà nó có đi kèm theo cái từ viết, chữ viết nữa, thì nó có thể đảm bảo là cái hình, cái nhãn hiệu đó là đủ phân biệt được hay không? Nó tùy thuộc vào cái từ đi kèm. Ví dụ như là nếu như chúng ta đăng ký là một cái hình ảnh 3D một cái chai chẳng hạn, chúng ta biết là một cái chai thì bây giờ nó có rất nhiều những cái hình dạng khác nhau, đúng không? Trên thế giới rất nhiều các loại hình dạng cái chai với nhau. Nếu nếu như chúng ta có thêm cái từ đi kèm, nếu như chúng ta chỉ là một từ là cái bottle, cái chai thôi, thì nó không đủ mang tính phân biệt được, đúng không? Bởi vì cái lúc đấy thì trong trường hợp này thẩm định viên sẽ xác định là cái hình ảnh cái chai cũng như là cái từ bottle nó cũng không đủ mang tính đại diện hay tính phân biệt được. Tuy nhiên nếu như chúng ta có cái từ đi kèm nó mang tính dễ phân biệt, như vậy cái bản thân cái nhãn hiệu đó, nhãn hiệu đa phương tiện đó, nó sẽ trở nên là dễ phân biệt hơn, đúng không? Tức là khi thẩm định viên xem xét đăng ký nhãn hiệu thì người ta sẽ nhìn vào cái tổng thể toàn bộ, chứ không phải là chúng ta đang nói đến một cái nhãn hiệu có thể có là mùi vị hay là cái hương vị hay mùi vị. Khi vậy thì làm thế nào chúng ta thẩm định được cái khả năng gọi là dễ phân biệt của những cái nhãn hiệu về gọi là mùi vị hay là cái hương vị được? Tôi không biết là, tức là trong tương lai nếu như có cái đăng ký nào được nộp để đăng ký cái nhãn hiệu về cái mùi vị hay hương vị thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Đây là câu hỏi cũng rất hay. Trên thực tế thì đây, bản thân câu chuyện này nó cũng là một cái vấn đề rồi, bởi vì nó sẽ chúng ta thấy là cái này thì chúng ta thấy là rất khó có thể là tìm được một cái hình mẫu đại diện để có thể là mô tả chính xác được cái mùi vị hay cái hương vị của cái sản phẩm mà chúng ta muốn đăng ký. Và cái việc nó yêu cầu gọi là chúng ta phải thể có được một cái hình mẫu đại diện, mang tính đại diện, thì tôi nghĩ là cách đây khoảng 10 năm thì chúng ta cũng có một cái trường hợp là sử dụng một cái công nghệ phun khí ga để gọi là đăng ký một cái công nghệ gọi là công nghệ liên quan tới tạo mùi cho khí ga ấy, khí đốt ấy, thì có đăng ký cái mùi đó đối với cả loại khí đốt đó, nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì thứ nhất là nó không thể tạo ra một cái hình mẫu đại diện cho cái mùi đó rồi. Hay là một số cái có gọi là đăng ký cái mùi cỏ cho những cái sân tennis, có một cái trường hợp cũng là đăng ký mùi cỏ cho cái sân tennis. Nên chắc là tôi nghĩ là chắc là tất cả chúng ta ở đây thì đều biết, gọi là đều hình dung được cái mùi cỏ nó như thế nào, đúng không? Nhưng mà để gọi là liên hệ giữa cái mùi cỏ với cái sân tennis cũng là một cái rất là khó. Chính vì vậy mà nếu như chúng ta đăng ký những cái nhãn hiệu là mùi vị hay hương vị thì nó sẽ có thể nói là rất là khó, bởi vì nó không nằm trong cái nó sẽ không nằm thuộc cái phạm trù về gọi là trình tự hay là cái hiện nay thì nó cũng chưa nằm trong cái danh mục là những cái loại nhãn hiệu phi truyền thống mới được đăng ký. Có thể trong tương lai tôi cũng chưa biết được, nhưng mà hiện tại thì chưa. Chúng ta chỉ có thể thêm một câu hỏi nữa thôi, một câu hỏi nữa cho anh. Tôi sẽ, cái nhãn hiệu âm thanh khó nhất mà phía các ông đã thẩm định là gì? Vâng, cái này thì cũng để chia sẻ với các bạn, tức là tôi đã
Trước khi để chuẩn chuẩn bị cho cái phần trình bày này, tôi cũng đã rà soát lại một loạt các nhãn hiệu mà đã được đăng ký tại EUIPO, và cái trường hợp mà khó nhất tôi nghĩ là cái trường hợp đấy là nó có thể gọi là nằm ngay ở chính ranh giới ở giữa, tức là nó có thể vừa chúng ta có thể đơn giản từ chối đăng ký, cũng có thể là chấp nhận đăng ký được. Đấy là những cái trường hợp mà khó, chẳng hạn như là một cái âm thanh, một đoạn âm thanh mà nó có rất ít cái yếu tố ở trong đó, thì nó sẽ khiến cho thẩm định viên rất là khó xác định được là liệu có chấp nhận đăng ký hay là không chấp nhận đăng ký. Chẳng hạn như chúng ta có thể thấy những cái đoạn âm thanh ví dụ như là ngắn, ban đầu chúng ta có thể thấy trong cái ví dụ của tôi đấy, một đoạn âm thanh ngắn mà ban đầu là đã bị từ chối nhưng sau đó là cuối cùng thì được chấp nhận đăng ký ấy, thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là không phải trường hợp nào là thẩm định viên cũng có thể xác định được rõ là dễ dàng xác định được là có chấp nhận hay là không chấp nhận được đăng ký hay không. Đấy thì tôi nghĩ là những cái trường hợp đó sẽ là những cái trường hợp mà khó nhất. Rất cảm ơn anh Tom cũng đã có phần trình bày rất là hay và thú vị, cũng như là đã trả lời cho rất nhiều câu hỏi của các đại biểu tham gia hội thảo lần này. Xin cảm ơn.